chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn chiếc laptop Lenovo IdeaPad L340. Mở hộp sản phẩm thì bên trong có nhân vật chính chia chiếc laptop, sách dẫn sử dụng và cục sạc 135W. Như các bạn có thể thấy, cục sạc 135W đi kèm theo máy khá là nhỏ gọn và nhẹ. Máy được hoàn thiện hoàn toàn từ nhựa và có màu phối chủ yếu là xám đen và xanh. Màn hình có kích thước 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS. Điểm nhấn đặc biệt nhất là cấu hình khi máy sử dụng chip Intel Core i7-9750X, các đồ họa rời GTX 1050 3GB, 8GB RAM, 1TB HDD. Mức giá của sản phẩm xem mức giá không tưởng chỉ dưới 20 triệu đồng. Đi cùng với đó là các phần quà khuyến mãi bao gồm ba lô Lenovo, chuột, bàn di chuột, tai nghe và bộ vệ sinh laptop cùng với rất nhiều các phần quà khuyến mãi theo kèm. Các bạn thấy sao về mẫu laptop này? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận để chúng mình được biết. Bài đánh giá chi tiết về hiệu năng sẽ được mình gửi đến trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.